Mua chi à? Mua chi à? Đây dâu rồi nè. À, bà bảo là đi lấy dâu về. Chào bà nhá, bà bò nhá. Bà mua. Bò đi lấy cái rau này về về ăn à? Bà mua. Ăn hay cho lợn? Để rớt thịt lợn đấy. Để rớt. Cho con heo á? Để rớt thịt lợn đấy. Cho con lợn ăn á? Mua. Vâng. Đi về đi. Vâng. Đi đường gặp bà má này. Còi xin mến chào toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh của Còi Lalin. Những cái ngày này là ngày cuối năm rồi cô bác ạ. Hôm nay thì rất là cảm ơn chị Vi là chị có gửi cho nhà bà má 1 triệu để mà mua gạo với mua thịt. Và rất là cảm ơn anh giấu tên ở Sài Gòn là có gửi cho nhà cô cầu 1 triệu để mà ăn Tết. Thế em có thể mua gạo với lại thịt nữa. Bây giờ thì sẽ xuống trao quà nhà bà má trước, sau đó thì sẽ lên nhà cô cầu. Đây, nhà cô cầu thì ở phía bên kia, còn nhà bà má thì đây ạ. Hôm nay gặp bà má đang đi bộ ngoài đường. Thả là đi chào bà về. Xa, bà đi xa. Đây, nhà bà má là mới làm thêm cả cái cổng này. Cái này chắc là bác xứ làm thôi nhỉ. Bác xứ bà là bác xứ là rất khéo tay chứ, nên thấy bác đan được cả nồ với nia mà. Nồ cái điệu với cái nia đấy á. Ô bà đâu? Bà không quen ngồi xe. Chân bà đau á, bà không ngồi xe à? Thế là bà điệu nặng lắm nhá cái này. Cái rau này á? Mình không đau chân mà mình thấy đi còn thấy nặng. Thế? Hả? Mà chế. À, mùi cháy. Mà cháy. Vâng. Đi bà về nhà đi, về nhà đi bà. Ờ vâng. Bác xứ làm cái cổng đẹp phết khéo nhỉ. Không cần thả đâu bà ơi. Không cần đâu. Không cần đâu bà. Đi bộ lên thôi. Đây, em có là cầm thịt anh Thành vác gạo đi. Bà bước qua không? Bước qua. Bà. Không cần đâu bà. Rồi đi đi đi. À, đi xem lợn, đi xem lợn một tí. À, xếp này. Này, bà má có củi này. Úi dồi, con lợn to thế. Này. Ôi, béo tốt nhỉ. Úi dồi, này con. Củi đầy đấy ạ. Cái này em có đoán chắc là bà thả con lợn con ra chỗ này. Hai con béo tốt lắm anh Thành ạ. Khéo nhỉ bà ấy. Nhà cửa của bà đấy ạ. Nhà cửa bà là sạch sẽ. Sạch sẽ nhỉ. Cái đằng trước này vẫn để đồ. Thôi kệ bà thôi, dần dần bà thay đổi. Cũng không có chỗ để thôi. Nhà lông thì rồi. Nhà lông thì rất là nhiều loại luôn. Nhiều thứ. Thôi báo. Bác xứ đâu? Bác xứ rồi. Giấy khen Sùng Thị Má, dân thôn Suối Thờ Ba, xã Nam Tràng đã có thành tích trong công cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2021. Ồ. Đây, bà má có giấy khen này. Ồ, bà treo luôn chỗ này. Gác bếp của bà thì có ngô. Cái này là lạt à.
Đây bác sứ, bác còn đang đây. Đây cho này có thảo quả. À, wow. Bác đang được cái kiểu hoàn thiện luôn. Đẹp quá ha. Ôi cái này chắc là cái sàng à? Cái sàng bác làm cho bé bé. Sàng sàng gạo đấy. Sàng gạo. Sàng mẩy. Ui đẹp nhỉ. Bác sứ làm đẹp quá. Thì bác cũng đang một cái hoàn thiện luôn. À, ta dùng. À. Bác sứ khéo quá. Ồ, hai mẹ con là ăn rau cải với ớt thôi. Chỉ mua rau nấu ở nhà không có rau ăn. Điện là vẫn còn. Bà ơi, hôm nay thì chúng cháu lên là trao quà của chị Vi. Chị Vi là chị có gửi cho bà 1 triệu. À, chị Vi có gửi cho bà 1 triệu để mà ăn Tết thì em có mua 5 cân thịt là 500.000, gạo thì 25 cân là 375.000. Đây thì tổng là 875.000. Lấy 1 triệu trừ đi 875.000 thì còn 125.000 đưa lại. Thì cháu sẽ đưa lại cho bà 125.000 nha. Cho bà mua gì thì mua. Đây, 125.000 nha. Đây bà cầm lấy. Thôi bà cầm đi. Thôi bà vào. Cầm lên. Này, cái này là gạo này. Không là sữa. Gạo, vâng. À, lầm máu ấy bà. Cái này là thịt này. Thịt này thì bà sấy này. Vâng, không có gì à. Thầy mà cho bà lại bác sứ là xin chân thành cảm ơn chị rất là nhiều. Bây giờ thì em cũng xin phép là đến nhà cô cậu. Ôi, cho đi này. Chị nào? Chấm mút chế đấy bà ơi. Vâng ạ. Trần quá không lên được. Này, em cầm. Rồi thịt em cầm ra. Này thay vì cho xe máy bò lên trên này thì vác lên cho nó nhanh. Này, bà lấy củi à? Cô cầu đang lấy củi. Đi về cô cầu ơi. Vâng. Ôi trời, lợn tuồn sang bên kia. Em coi thật sự là rất là khâm phục cô cầu với lại anh Phủ. Nhưng anh Phủ là tuy khiếm thị nhưng mà anh có thể sửa xe và đi làm nương ruộng các thứ. Cô cầu cũng vậy. Cô cầu thì cũng có thể đi lấy củi và làm tất cả mọi cái như người bình thường mình. Tết nhá cô nhá.
Đây. Đây, cô này là cô có 5 cân thịt này. Ờ, trời ơi. Đây, gạo đây. Ờ, xuống nha. Đúng rồi, gạo 25 cân. Thế hôm nay là cháu mang quà của anh Gấu Tên ở Sài Gòn. Và cô có gửi cho nhà cô là 1 triệu. Thì cháu mua thế là 5 cân thịt là 500 nghìn này. Gạo là 25 cân là 375 nghìn. Thì còn tổng là hết 875 nghìn. Đấy, 1 triệu trừ đi 875 nghìn là còn 125 nghìn thì cháu đưa lại cho cô nhé. Có tiền lẻ không? Có 20 nghìn rồi. Này.125 nghìn trao lại cho cô. Lại nhánh phủ để mà làm cái cửa quầy sửa xe cho anh. Anh Phủ mới lấy cả cái bàn chải đánh răng này về bán à? Vâng. Giờ Đình Thành sẽ bắn cái bản lề vào đây. Đây anh Phú ơi, bây giờ là lắp xong cái bản lề rồi đấy. À cái chốt chứ, nhà nhầm cơ mà, cái bản lề. Cửa nhá. Không lắp khóa đâu nha anh Phú nhá. Không cần phải đâu. Chỉ họ nó chốt phải đi vào thì người ta, ví dụ như có người ta ta nó lấy thì mình nghe thấy. Đúng rồi, nó mở phạch phát này. Nó kêu phát rồi. Nói anh Phú tự chốt vào xem nào. Anh Phú tự chốt nào. Bên này em không làm tay cầm thì tay cầm để sợ trẻ con nó dễ lấy. Không cần. Không cần đâu. Phải cho chắc một tí. Cái cầm là mình cầm ở dưới. Chỉ mình mới biết mở ra cái này đấy. Đây đây. Đấy. Kéo mạnh vào. Đấy. Có thích nòng không thì em cho nòng. À, không thích nòng không? Đấy, có người lấy thì nghe thấy tiếng đúng không? Đây đây đây. Anh không nhìn thấy là hơi khó một tí. Được rồi. Anh khá chốt được hết. Rất là biết là vô đây nhỉ. Đấy. Hay xấu một tí. Nhưng người ta không thò được tay vào đâu. Đúng rồi. Đấy. Đúng rồi. Thế hôm nay mẹ với chị gái đi đâu rồi? Đi phát cỏ bên kia với bãi nương. À, ở bên bãi ruộng. Phát cỏ ruộng hay là phát cỏ nương? Phát cỏ ruộng đây. À. Thế tối mẹ với chị gái có về đây không? Và bình thường có ở đây không? Có chứ. Có. Có về chị nhà cu nữa không? Em thấy chưa về, bây giờ về rồi à? Bây giờ về rồi. Từ hôm về nhà mới là về rồi gì? Nhà kia thì nó truyền mưa thì nó không an toàn mấy rồi đấy. Thế mẹ chị gái xuống đây. Hay xuống đây xong rồi tối hoặc sáng đi lên trên đấy cho lợn ăn cũng được. Còn đúng một con lợn thì sợ gì? À đúng rồi.
Đấy, thì bây giờ đã xong. Ôi hôm nay chúng em là chở cả gạo ấy, cho nên không có chở thêm được cái hàng kẹo cho anh được. Anh có tự đi chợ lấy được không? Đi được mà, nhưng mà phải nhờ người khác đều đi thôi. Vâng. Bởi vì là người khác cũng không biết hàng của mình là hàng gì. Lấy không quyền của nó thì cũng phải mình đi luộc cùng nó đấy. Vâng. Đấy, đồ sửa xe như này là tương đối đủ. Chắc đồ sửa xe chắc không phải lấy nữa chứ anh Thành? Không, không phải đâu, nó còn nhiều rồi. Còn nhiều. Còn nhiều. Đây, 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 này là xong. Nhưng mà phải cho chủ hàng nó. Vâng, vâng. Có cái quầy này tiện rồi nhưng mà không đẹp cho lắm anh Phủ ạ. Không cần đẹp đâu. Chỉ có đẩy hàng thôi. Để hàng được rồi. Cái hàng sửa xe mà em lấy nhá. Là cái giá nhập vào ý. 8 bộ nhông xích. Tốt. Nhân với 195.000 bằng 1.560.000. Dầu Honda Zin 8 chai nhân với 78.000 một chai bằng 624.000. Dầu rẻ 12 chai nhân 25 bằng 300. 4 hộp bi nhân với 250.000 bằng 1.000.000. 15 cái xăm tổng hợp nhân với 35.000 bằng 525.000. Má 10 đôi nhân 35 bằng 350. Buji chân ngắn 1 hộp bằng 150.000. Ốc 4 túi bằng 120.000. Hai bộ phanh Sirius bằng 150.000. 5 vỏ yên in nhân A5 bằng 175.000. Lớp pin sau tắt 25.000. Lớp pin trước thường 160.000. Pin sau bao nhiêu tiền là lớp pin sau ấy? 265.000. Là đắt. Lớp GSX trước cộng sau 380.000. Đây tổng là 5.759.000 anh Phủ ạ. Đây là cái đồ mà cái đồ chúng em lấy đồ sửa xe cho anh ấy. À, đây là vừa rồi anh Thành đọc cái hàng sửa xe máy cho anh Phủ. Bây giờ em đọc cái phần làm cái quầy này nhá. Vâng, làm cái quầy này thì chúng em mua cái loại sắt hộp loại 20 x 20 là 6 cây bằng 720.000 này. Hai cái tấm ván nhựa để mà để lên cái kia để mình với cái tấm ván nhựa ấy để là hai tấm là 560.000. Hai cái ke nhôm là 3 cây là bằng 345.000. Bản lề hai bộ là 40.000. Vít là 50.000 này. Lưới vây là 100.000. Chốt là 20.000. Tổng là 1.840.000. Đây làm cái quầy này này nhìn vậy thôi nhưng mua sắt nó đắt đi, nhiều sắt anh ạ. Nó nặng lắm. Ở đây bây giờ nhá. Hôm trước là mình xây nhà và mình đã chi rồi là còn tiền của anh ấy, tiền dư xây nhà của anh là còn 54.487.000 trừ đi 1.840.000 là làm cái quầy hàng của anh và trừ đi 5.759.000 và cái tiền này là tiền lấy đồ sửa xe và về để cho anh sửa xe này. Cộng lại đây là cũng sắp đến Tết rồi, chúng em mua thêm cho anh là 5 cân thịt nữa là 1 cân 100 là 500.000. Hôm trước em thấy anh người nhận 1 bao gạo là có gạo rồi, bây giờ mình có thêm thịt để cả nhà mình ăn Tết. Đấy thì lấy 54.487.000 trừ đi, đây em tổng cái trừ đi 8.840.000 là mua thịt này làm quầy với lại lấy hàng đồ sửa xe máy cho anh là 8.599.000 tổng đấy. Thì bây giờ anh lấy 54.487.000 trừ đi 8.099.000. Là còn 46.388.000. Bây giờ mình còn dư là mặt này. Nên là để xem. À, em thấy như này cái số tiền này thì đối với lại trên mình là một cái số tiền rất là lớn rồi. À, đúng không? Vâng. Em như cuộc sống của mình là rất là lớn rồi đấy. Vâng. Người khác thì rất là nhỏ mà mình thì rất là lớn đấy. Vâng.
Em có xin không ý anh, theo như em nghĩ thì cái số tiền này thì cái số lẻ 6.388.000 mình có thể giữ vào trong người mình để mà kiểu ví dụ như là sau này mình có lúc ốm đau hoặc là mình cần mình lấy cái hàng kẹo hay hàng xe máy gọi là cái vốn để mình làm ăn nhập hàng các thứ gọi là duy trì. Và cái 40 triệu còn lại mình có thể gửi tiết kiệm ngân hàng. Đây là cái góp ý của em, còn tùy vào anh. Thế anh cũng muốn như thế hay không? Anh cũng muốn như thế đấy. Đấy là tùy anh đấy nhá. Anh có muốn hay không? Anh không muốn. Thế bây giờ là em trao cho anh là 6.388.000 nhá. Sau còn 40 triệu thì em cầm giúp anh, xong mà thì khi nào đi ra ngân hàng gửi nhá. Đồng ý không? Đồng ý luôn. Tại vì em sợ anh không giữ được nhỉ. Sau này cũng phải nhờ hai em giúp anh đi thôi. Vâng, 6.388.000 này. Đi gửi là tên của anh thôi. Tên sau này lấy thì anh mới đi lấy thôi. Anh có căn cước. Hộ khẩu, cứ mang hộ khẩu chứng minh nhân dân. Có căn cước chưa? Có. Mang căn cước cả chứng minh nhân dân đi. Căn cước cả giấy chứng minh nhân dân. Không, nhiều khi là người ta vẫn cần, người ta sẽ xem là nó có không. Cái số chứng minh nhân dân với cái căn cước công dân mình có không hay không. Anh cứ mang cả hộ khẩu nữa. Anh cứ cầm hết những cái giấy tờ tùy thân của mình. Bây giờ 6.388.000 đếm cho anh tờ 200 anh cho anh dễ đếm được. 30 tờ 200 là 6 triệu anh đếm đi. Đây là tờ 200 hết. Anh đo xem nào, phải tờ 200 không? Thử đi. Mà thủy phận là lấy một. Lấy một tờ khác á. Một tờ của anh vay đo. Lấy đi. Lấy đi á. Lấy đi. Kiểu xem có đúng hay không. Đây là 6 triệu này. Còn đây là 388.000 này. Anh đo 30 tờ xem đúng không? 30 tờ hả? Khó đọc được hết nó. Vâng, lộ, em lộ đếm ra quá. Đếm thôi. Đếm đi. Đếm rồi, không bị đo. Nói tiếng mông hay nói tiếng gì nhỉ? Tiếng gì cũng được. Tiếng kinh đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Rồi, cái này là 388.000 này, chỗ đấy là 6 triệu. Đây ạ, đây, 388. Cái tờ đầu tiên là tờ 200 đấy. Đầu tiên là tờ 200. Không, tờ thứ hai là tờ 100 anh Phủ ạ. Tờ 50. Tờ 20. Tờ 10.000. Đấy tờ 5.000. 1.000, 2.000. Được chưa? Thế vậy 40 triệu thì em cầm giúp nhá. Để xem hôm nào đi gửi tiết kiệm. Không biết là bây giờ xong Tết với ngân hàng đã nghỉ chưa. Nếu người ta nghỉ thì ăn Tết xong thì mình đi gửi. Và nghỉ thì ở Tết xong đó. Vâng. Hay là anh cướp khổ đi nhá. Cướp đi. Bây giờ từ giờ đến Tết này anh có bận không? Bây giờ nếu mà bận thì mình ra riêng gửi. Không biết rồi. Anh tính anh nghĩ sao? Anh nghĩ thì ngân hàng làm việc thì đi luôn mai kia. Anh tính như thế. Thế thì đi gửi thì mai kia đi luôn. Thế thì hôm nào em có thời gian thì em gọi cho anh. Xem nào để chắc ngày kia nhá. Cái này là tiền, này là tiền anh cầm, có gì thì lấy thêm mấy cái kẹo với lại mì tôm nhá. Về để mà bán kiếm sống. Cái này là thịt. Bây giờ xái ra xong rồi tối sấy nhá. Cứ muối xong từ giờ tối sấy được ạ.
Đây, thịt đây anh ơi. Xóa xem phải thịt không? Thôi chắc là em cũng về thôi anh ạ. Vâng. Muộn rồi. Vâng, em đi về đây. Phía bên ngoài này thì nhà anh Lành đang xây. Này là không biết xây gì. Chị Dê ơi, cái này xây gì đấy ạ? À, ui to này á. Đây là phòng để xe, xe máy. À, chỗ này để xe máy à? Sau này à, ô. Ôi, chị Dê cũng làm thợ xây luôn à? Ui, tí đổ tường đây em bé ạ. Khóa vào như này, lúc mở ra thì có luôn cái cửa quầy hàng luôn. Nếu là một cửa không tiện bằng đâu đúng không? Mình để quầy hàng đây đâu mà mình bên trong mình vẫn bán được.